Con đường địch thiên tập 55 Lúc bây giờ trong ánh mắt của thiên cương đồng tử Cũng lộ ra vẻ vui mừng Ngón tay bắn ra Một đạo quang mang lập lè Hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh ra xa trời Nó xanh bích như biển Định quang lập lè Tắn mắt ra sương mù mịt mờ Như đại hải thâm thúy Ông ông chiến binh vô cùng có linh tính Ông Dương Ngọc Thụ vui mừng quá đỗi Lập tức đối với thiên cương đồng tử thì đã nói Đà tạ sự thúc ở trong Đông Hải, yêu tộc thế đại, thế lực nhân tộc tu chân giả tương đối nhỏ yếu, nhất là linh khí cao cấp cực kỳ khó có được. Đông Hải không giống Trần Cường Đại Lục, có rất nhiều tông môn đỉnh cấp. Luyện khí tông sư cường đại, ở đây linh khí cấp thấp nhất không có thiếu, nhưng linh khí cao cấp cực kỳ đắt đỏ. Dù cho Âu Dương Ngọc Thụ là Ngọc Đỉnh môn thiếu môn chủ, hiện tại sử dụng vẫn chỉ là một kiện linh khí thất phẩm mà thôi hắn vội vàng nhỏ ra một giọt máu tươi, sơ bộ luyện hóa ủ làm thần kiếm thu vào trong cơ thể. Thiên cường đạo hữu, linh giờ ngươi chữa tường đã gom góp đủ rồi. Kế tiếp ta sẽ nhờ lão tổ giúp ngươi khai lò luyện đan. Tin là không đâu sau, thường thế của ngươi có thể khỏi hẳn đấy. Âu Dương Lâm chứng kiến trôi u lam thần kiếm kia, ánh mắt rét lên, nụ cười trên mặt càng đậm, vừa cười mà vừa nói. Vậy thì làm phiền Âu Dương đạo hữu rồi. Thiên cương đồng tử nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Ông Dương đảo hữu xin cũng yên tâm, di tích không gian kia rất là nhanh sẽ mở ra. Người biết cũng không có nhiều, nhưng mà bên trong bảo vật lại cực kỳ kinh người. Chờ ta khôi phục tu vi, liền mang người tiến đến. Ông Dương Lâm cười nói, cái này thì dễ rồi. Phụ thân đại nhân, hai vị đạo hữu của Hải Nhi tự xưng là đệ tử một ẩn sĩ đại năng, nhưng mà ta thấy bọn hắn khí chất bất phàm, thiên phú siêu tuyệt, có khả năng là chân truyền đệ tử của đỉnh cấp tông môn phụ nhân ngài có gặp bọn hắn một lần không ông dương ngọc thụ lên tiếng nói á à, là chân truyền đệ tử của đẳng cấp tông môn ư ở đây là chỗ sâu trong đông hải rồi đệ tử những đẳng cấp tông môn đỉnh cấp trong chân cương đại lục rất ít lùi tới bọn hắn tới nơi này là vì cái gì hơn nữa còn ẩn tăng thân phận à trong con ngươi của âu dương lâm hiện lên một đạo quang mang chậm rãi nói tiếp nhưng mà hắn nói phẳng phất như nhắc nhở thiên cương đồng tử để cho ánh mắt của thiên cương đồng tử lập tức lóe lên liền vội vàng hỏi ngọc thù hiền chất à người mong miêu tả tướng mạo đặc thù tu vi cảnh giới của hai người kia cho ta càng kỹ càng càng tốt ta có sự cảm hẳn là gặp bọn hắn qua rồi người nói là mấy đệ tử lại là thiền tông kia sao toàn thân của âu dường lầm lập tức chấn động lên tiếng kinh hô trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin đệ tử Đại La Thiên Tông sao? Âu Dương Ngọc Thụ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối, miêu tả đặc thù của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết thoáng một phát. Quả nhiên là bọn hắn. Thiên Cương Đồng Tử cùng Âu Dương Lâm nhìn nhau, đồng thời đột nhiên đứng lên. Toàn thân khí tức vô cùng cuồng bạo, lóe lên rồi biến mất. Phù thiên cái địa tràn đầy toàn bộ đại điện, để cho sắc mặt Âu Dương Ngọc Thụ trắng bệch, cảm giác được có chút hít thở không thông sở dĩ bổn tọa bị trọng thương biến thành bộ dạng hiện tại đều là tiểu tạp chủng kia bàn tặng cho đấy không gửi tới quả là oan ra ngõ hẹp bọn hắn vậy mà tự mình đưa tới cửa rồi trong ánh mắt của thiên cương đồng tử lộ ra sát cương ngập trời thanh âm băng hàn khắc cốt hơn mười ngày trước chính là vì người của hành thánh tông muốn đuổi giết mấy đệ tử đại la thiên tông mới khiến cho đông hải tam thập lục yêu ma gặp phải tai họa ngập đầu hơn nữa khương tư nam còn lợi dụng thiên cương đồng tử ngăn cản ngũ đức trần nhân đuổi giết để cho hắn cuối cùng không thể không cắn xé thi thể bí pháp đào tẩu mới lại gặp phải trọng thương như vậy thiên cương đồng tử đối với ngụy ngũ hành thánh tông tự nhiên là cực kỳ vẫn hận nhưng mà so sánh với đó đối với cường tử nam lợi dụng hắn hắn càng thống hận tới cực điểm hận không thể bẩm thầy vạn đoạn nghe được ông dương đâm giải thích Ông Dương Ngọc Thụ mới rút cuộc hiểu rõ thiên cường sử thúc, thần bí, làm sao lại bị thương. Dĩ nhiên là bị tiểu tử, chỉ có pháp thiên cảnh hậu kỳ kia thiết kế hãm hại. Trong lòng của hắn cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng nổi. Thiên cường đào hấu, bọn hắn đã đưa tới cửa, vậy muốn báo thù cũng không vội ở lúc nhất thời. Chờ gây khôi phục tu vi, bọn hắn không phải là thịt cá trên thất gỗ, mặc người dầm lược sao. Bật quan người nói lòng gừng tuyết kia chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, vậy mà có thể cùng người chiến ngang tay, không rơi vào thế hạ phong. Chân truyền đệ tử của Đại La Thiền Tông quả nhiên là lợi hại. Âu Dương Lâm khẽ cười nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi cùng thán phục. Trong ánh mắt của thiên cương đồng tử, tràn đầy thần mang bạo ngược cùng giết chóc, lạnh như băng. Nghe vậy thanh âm lạnh lùng nói. Đó là điều đương nhiên. Chân cương đại lục, thập đại tông bồn đỉnh cấp, từng cái đều là quái vật khổng lồ, truyền thừa phản năm, Đội tình thâm hậu, có được thần thông bí pháp vô tận. Lòng gừng tuyết kia chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà tu luyện thần thông đỉnh cấp thái thượng vong tình đạo, đạt đến đại thành chỉ kém một tia có thể tu luyện tới viên mãn. Tiểu tạp trùng khương tư nam kia cũng không đơn giản đâu. Đều nói hắn chỉ cô đọng kim đan nhất phẩm, nhưng mà ta xem hắn nhất định là kim đan cửu phẩm, chiến lược nghịch thiên, chém giết cường giả anh thiên cảnh như là chém dừa thái rau. Hơn mười ngày nay, cố hành thánh tông dùng linh khí tuyệt phẩm, trăm vạn linh thạch thượng phẩm trèo giải thưởng hai người bọn họ. Cho nên ta hoài nghi, trên người hai người bọn hắn khẳng định có bí mật gì đó. Âu Dương Lâm gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy thì hãy để cho Ngọc Thụ trước ổn định bọn hắn. Trên người khôi phục tu vi, chúng ta đồng thủ, thấy thế nào? Bảo vệ trên người bọn họ, ta phải ngươi chê đều. Việc này không được để lộ tiếng gió. Chắc hẳn đồ vật, có thể làm cho ngũ hành thánh tông coi trọng khẳng định là phải có chút bất phàm đấy tốt vậy thì cho bọn hắn sống thêm mấy ngày việc này cũng không thể để cho tam thiên lão tổ biết rõ nếu không sợ là chúng ta một chút chỗ tốt cũng kiếm không đến tiên cương đồng tử lại dặn dò yên tâm đi ta tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc này mà ông dương lâm cũng là thế hệ sát phạt quyết đoán giờ phút này ở đâu còn quản cường từ nam cùng Long Cương Tuyết đã cứu con của hắn, hoàn toàn bị bảo vật cùng bí mật trên người bọn họ hấp dẫn. Không nói cách khác, chỉ cần trên người Khương Tư Nam, hiện độ phong lôi kiếm, hỗn quyền thanh thiên kỳ, còn có Long Cương Tuyết bằng phách thần quang kiếm, nên là ba kiện linh khí tuyệt phẩm cho con gì. Phải biết rằng linh khí ở nơi Đông Hải này cực kỳ khó có được. Coi như là Âu Dương Lâm cũng phí hết tiền tần vạn khổ mới nhận được một thanh linh khí tuyệt phẩm phi kiếm. Nhưng mà trên người hai người này Chỉ là biết đến Thì có ba kiện linh khí tuyệt phẩm Không biết chỉ sợ con có càng nhiều bảo vật hơn nữa Hơn nữa có thể làm cho người Ngũ hành thánh tông tốn hào khí lực lớn Đến thế mà đuổi giết Trên người bọn hắn khẳng định Không chỉ có linh khí tuyệt phẩm đơn giản như vậy Nói không chừng Còn có cả linh khí vương phẩm cũng nên Nghĩ đến đây liền để cho thiên cương đồng tử Cùng với Âu Dương Lâm hô hấp dồn dập, ánh mắt bừng sáng linh khí vương phẩm, coi như là ở trong thập đại tông vôn đỉnh cấp cũng cực kỳ là trân quý. Mỗi một kiện linh khí vương phẩm đều có vô số lực lượng huyền diệu không lường được, chất chứa động thiên, tạo hóa âm dương, diễn sinh ra linh tính, chính là trí bảo trấn áp số bệnh nhất tộc nhất tông. Nếu nói trên người Cường Tư Nam có linh khí vương phẩm, thì cương đồng tử càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao sư tôn của Cường Tư Nam được xưng là trận đạo phương giả dịch thiên cơ. Trận đạo vương giả lại đạt đan vương cùng khí vương cường đại, có thể luyện chế ra linh khí vương phẩm. Khương Tư Nam tham gia chân truyền thí luyện, dịch thiên cơ truyền cho hắn một kiện linh khí vương phẩm cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, thiên cương đồng tử nhớ rõ, sau khi mình trốn đi khỏi ngũ đức trần nhân đuổi giết Khương Tư Nam, vậy mà lại để cho hắn và nông Ngưng Tuyết chạy thoát. Nếu không phải có linh khí vương phẩm trong tay, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được. Thiên cương đồng tử cùng Âu Dương Lâm nhìn nhau, lập tức liền quyết định phải bắt Khương Tư Nam vào tay. Âu Dương Ngọc Thụ nghĩ nghĩ rồi nói, Phụ thân đại nhân, sử thúc, ta đã đáp ứng bọn hắn, để cho bọn hắn tiến vào bí cảnh tu luyện. Nói như vậy, ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, phải không? Bí cảnh gì? Trong nội tâm của Âu Dương Lâm khẽ động, bí cảnh là một không gian kỳ dị của tam tiên đảo ta linh khí dồi dào hơn được ẩn chứa một tia thuần dương trì khí đối với vườn ải đột phá có chỗ tốt rất lớn chỉ có điều trong đó linh khí cực kỳ cuồng bạo cũng không thích hợp thời gian dài tu luyện chỉ có thể dùng làm vượt qua ải đối với đột phá đến pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh đều có trợ giúp rất lớn nhưng mà đối với anh thiên cảnh viên mãn cầu động nguyên thần sẽ không có tác dụng lớn như vậy rồi ta thấy là có thể đấy dù tiến vào bí cảnh ngắn ngủi vài ngày bọn hắn cũng không thể nhảy ra bọt sóng gì ngược lại có thể che giấu thân hình của bọn hắn đã có thể kéo bọn hắn lại không cho người kìm đỉnh môn cùng ngân đỉnh môn phát hiện như vậy đi ngọc thủ bí cảnh nhất định phải có ngọc đỉnh lệnh của ta mới có thể mở ra người cầm ngọc đỉnh lệnh của ta để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm có lẽ đầy đủ để bọn hắn tu luyện nửa tháng thời gian tiên cương đồng tử cũng ánh mắt sáng ngời cười lạnh nói ông dương đạo hữu biện pháp này khá là tốt, bị cảnh kia ta cũng đã nghe nói, đối với tu chân giả cấp thấp hữu dụng, đối với anh thiên cảnh trở lên tác dụng liền cực kỳ nhỏ bé, để cho bọn hắn ở bên trong ngây ngốc mười ngày nửa tháng, coi như là biến tướng nhốt lại đi. Âu Dương Ngọc Thụ từ chỗ Âu Dương Lâm đón tiếp một lệnh bài màu trắng, quay người hưng phấn rời đi. Chân truyền đệ tử Đại La Thiên Tâm, chà chà chà, hai người bọn họ nhất định đã phải chết rồi ta có thể cầu phụ thân cùng sư thúc mà lòng ngừng tuyết cho ta nhân gian tuyệt sắc như vậy toàn bộ tam tiên đảo cũng tìm không thấy một người dọc theo con đường này nàng cao ngạo như vậy nhìn cũng không nhìn bồn thiếu gia ta ta ngược lại muốn nhìn đến lúc đó người làm sao ở dưới thân của bổn thiếu gia ta rên rỉ cầu xin thả thứ đây ông dương ngọc thụ lạnh lùng cười cười trên mặt lộ ra vẻ dâm tả trước kia hắn còn có chút kiêng kỵ thân phận của khương tư nam cùng long cơn tuyết hôm nay đã không cố kỵ chút nào rồi ý nghĩ trong lòng lập tức bại lộ phượng lâm uyển là chỗ ngọc đỉnh hồn tiếp khách nhân tôn quý nhất ở đây trúc lâm tươi đẹp Mà tĩnh mịch vô cùng phi bộc suối chảy với toàn trúc lâm thoạt nhìn vô cùng tinh xảo ánh mắt của Cương tư nam mở ra lộ ra một tia lãnh mang thiên cương đồng tử vậy mà ở chỗ này các người đã muốn đối phó với chúng ta vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí thời điểm Âu Dương Ngọc Thụ đi gặp Ngọc Đỉnh Môn môn chủ Âu Dương Lâm. Lúc ấy trong đội tâm Khương từ Nam cũng khẽ động, lại để cho Long Hoàng dùng một tiếng nguyên thần bám vào trên người Âu Dương Ngọc Thụ, dùng cảnh giới của Long Hoàng. Bọn hắn căn bản phát hiện không được, cho nên tự nhiên liền gặp được thiên cương đồng tử cùng Âu Dương Lâm, cũng đang nghe được bọn hắn mưu đồ bí mật cái gì. Nhân là cuối cùng, nghe được cách nghĩ của Âu Dương Ngọc Thụ, muốn bùng đổ lù ngực tuyết càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia sát cơ. Sư tỷ, người quen biết cũ của chúng ta, thiên cương đồng tử, cũng ở trên tam tiên đảo này đấy. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười, đối với lòng cường tuyết xếp băng ở trên bộ đoàn. Nghe được Khương Tư Nam nói xong, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang lạnh như băng, nhiệt độ trong phòng vẫn nhìn hạ thấp. Chúng ta trực tiếp đi giết thiên cương đồng tử, sau đó rời khỏi nơi đây. Chỉ bằng một thông tiên cảnh sơ kỳ Âu Dương Lâm ngăn không được chúng ta đâu. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết đang đang sát khí. Dù tính cách nàng đạm bạc, giờ phút này cũng nhịn không được, vẫn nộ. Bất kể như thế nào, hai người bọn họ cuối cùng là cứu được Âu Dương Ngọc Thụ. Nhưng mà đôi phụ tử này làng tầm cầu phế. Trong nháy mắt liền quên tất cả, còn muốn bưu đồ hai người bọn họ. Khương Tử Nam vội vàng ngăn cản nàng, cười nhạt nói. Sư tỷ à, hiện tại còn không phải lúc đâu. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, trên tam tiên đảo còn có một tam tiên lão tổ rất có thể là một đại năng tuyệt đỉnh dù không phải vương giả cũng khẳng định hết sức là lợi hại diên thiên cương đồng tử không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không ngay cả chúng ta cũng chết ở chỗ này đấy à vậy khương sư đệ người có biện pháp gì không sư tỷ à bí cảnh kia hình như là một không gian nguyên khí ta thấy chúng ta không bằng tương kế tự kế trương giả ý tiến vào bí cảnh chợ bọn hắn buông lỏng cảnh giác sau đó thời tìm thiên cương đồng tử chữa thương, diệt hắn trở tay không kịp. Diệt hắn xong, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Sư tỷ thấy như thế nào? Khương Tư Nam nói ý nghĩ của mình. Hơn nữa hắn đối với bí cảnh kia cũng rất tò mò. Long Hoàng cũng nói cho hắn biết, có thể đi loại không gian bí cảnh này nhìn xem, nó không chừng có thể tìm được cơ duyên nào đó. Long Ngân Tuyết trầm ngâm một chút, cũng gần đầu đáp ứng. Quả nhiên không bao lâu, ông Dương Ngọc Thụ vẻ mặt mỉm cười, đi tới trong phượng lâm uyển rồi khương huỳnh đệ long cô nương vì báo đáp ân cứu mạng của các ngươi cha ta đã đáp ứng cho các ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện chỉ là hắn bây giờ còn đang bế quan để cho ta trước mang bọn người đi bí cảnh chờ sau khi đi ra lại cùng các người tưởng kiến sau ông dương ngọc thụ nói rõ ý đồ đến đây khương tư nam cùng lòng cường tuyết nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra một tia thầm ý trong nội tâm của khương tư nam cười lạnh nhưng mà biểu hiện vẫn treo nụ cười ôn hòa, lộ ra rất kinh hỉ vội vàng nói. Chúng ta cứu người là chỉ tiện tay mà làm thôi. Biết cảnh này trân quý như thế, chúng ta làm sao không biết xấu hổ đoạt đi cơ duyên của Ngọc Đỉnh môn các người chứ? Bất quá nhìn Âu Dương Huỳnh Đệ, một mảnh thành yên như vậy. Hai người chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi, xin đa tạ. Đâu có đâu có, so sánh với ân cứu mạng, biết cảnh này lại không coi vào đâu. Hiện tại ta liền mang hai vị đi, Nhà Khương Tư Nam đáp ứng. Trong nội tâm của giữa ông Dương Ngọc Thụ, vui vẻ vô cùng, cười như lần nở hoa vậy. Tốt lắm, kinh xin đầu Dương Huỳnh Đệ dẫn đường cho. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, đều âm thầm nhà gật đầu. Đi theo Âu Dương Ngọc Thụ ra khỏi phượng Lâm Uyển. Bí cảnh nghe nói là một không gian bí cảnh, lúc thượng cổ liền để lại. Bên trong linh khí rồi rào, ngưng tụ thành linh vụ cùng linh dịch. Nghe nói còn có cầu dương chi khí tồn tại, chỉ là rất thưa thớt thôi. Bên trong linh khí cực kỳ cuồng bạo, người bình thường đi vào, tối đa là một tháng phải đi ra, nếu không sẽ bị linh khí cuồng bạo kia tổn thương kinh mạch. Nhưng mà người tiến vào bí cảnh tù luyện, từng cách đều có thể đạt được thu hoạch thật là lớn. Cảnh giới tăng lên, nhất là chân thiên cảnh viên mãn cùng pháp thiên cảnh viên mãn, có năm thành đám chắc, có thể ở bên trong trực tiếp đột phá đại cảnh giới nhưng mà biết cảnh mở ra cũng rất khó khăn. Chỉ có ba lệnh bài phân biệt nắm giữ ở trong tay Kim Đình Môn, Ngân Đình Môn cùng Ngọc Đình Môn, Tam Đại Môn Chủ. Mỗi một lần mở ra đều chỉ có thể vào hai người, còn cần linh thạch tuyệt phẩm để gia trì. Mà tiếp theo mở ra liền phải chờ tiêm một năm sau. Cho nên biết cảnh này có thể nói là địa phương đệ tử cấp thấp của ba đại tông môn mong đợi nhất. Âu Dương Lâm coi như là bỏ hết cả tiền vốn, thoáng cái liền đưa ra hai danh ngạch. Ngọc Đình Môn, Linh Sơn, Thành Tú, tiền phụ lượn lở khắp nơi. Đi theo Âu Dương Ngọc Thụ bay qua vải Linh Sơn, Khương Tư Nam cùng Long Cương Tuyết rơi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có một tế đàn phong cách cổ xưa, hiện lên hình vuông, cao chín trượng, rộng chín trượng, dài chín trượng, tàn ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, Trên tế đàn có một cửa đá, điều khắc lây vần vằn phượng triện cực kỳ là thần bí. Hai vị đạo hữu Nơi này chính đại tế đàn mở ra bí cảnh. Trong bí cảnh, đình khí cực kỳ dồi dào. Ở thời gian càng lâu, hiệu quả tu luyện càng tốt. Hy vọng hai vị ở chỗ này tu vi đều có thể đạt được đột phá. Trên mặt của Âu Dương Ngọc Thụ, trèo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt, chậm trái đi đến tế đàn. Hắn lấy Ngọc Đình lệnh cảm lên. Sau đó theo thứ tự để vào 10 viên linh thạch tuyệt phẩm, lóng lánh lập lè. Đập tất cả tòa tế đàn khẽ run. Một đạo khí tức không hiểu tràn ngập mà ra cửa đã đột nhiên đại phóng hảo quang bạch quang rừng rực và chói mắt cửa đã tạo thành một thông đạo thông hướng một không gian không rõ long hoàng thấy thế nào hả khương tư nam lại hỏi không có nguy hiểm gì trong đây là một tiểu không gian linh khí cực kỳ cuồng bạo nhưng lại có một tia cửu giường trì khí thoạt nhìn có chút không đơn giản rồi chờ ta đi vào tinh tế điều tra thoáng một phát đá thanh âm của long hoàng có chút kinh ngạc truyền đến vậy thì tốt người phân trăm một tiên nguyên thần đi theo Âu Dương Ngọc Thủ, xác minh tình hình của Ngọc Đỉnh Môn. Còn có địa phương thiên cương đồng tử bế quan. Cẩn thận một chút đấy, đừng có để bị phát hiện. Yên tâm đề, bọn hắn tu luyện trăm năm nữa, phát hiện không ra được bổn hoàng đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam quyết định, nhìn Âu Dương Ngọc Thủ, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích đói. Đà tạ Âu Dương Huynh, ta cũng sứ tỷ vô cùng cảm kích đấy âu dương ngọc thụ hơi không xem xét nhìn thoáng qua long gương tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc sau đó ngẩng đầu thành khẩn nói với hai người khương huỳnh đệ sao lại nói như vậy chứ Mất qua là một bí cảnh thôi mà kém xa ân cứu mạng của các ngươi mau vào đi khương tư nam gật đầu cười ai cũng không có phát giác một tia chấn động kỳ dị từ trên người khương tư nam bay ra bám vào trên người âu dương ngọc thụ sau đó hắn và Long cường tuyết cất bước đi vào trong cửa đá. Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết vừa tiến đến, liền cảm giác được khí tức cuồng bạo đập vào mặt. Bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa, tràn đầy linh vụ. Thậm chí dưới chân có một tầng hơi mỏng. Tất cả đều là linh khí hóa lỏng thành linh dịch tinh thuần nhất. Trong không gian này tràn đầy linh khí cuồng bạo. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, lập tức một tia linh khí màu trắng chui vào trong việc hắn sau đó nó tứ tán ra, tràn cầm tứ chi của hắn, táo bạo và rừng rực, như là từng đoàn, từng đoàn linh khí chi hỏa. Thiên địa linh khí, yêu khí, ma khí, âm dương sát khí, lôi đình quyên khí, phòng quyền khí, cựu dương chi khí. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có linh khí phong bạo lộn xộn đến như thế? Thanh âm của Long Hoàng vô cùng kinh ngạc chuyển đến. Khương Tử Nam cũng gật đầu nói, trách không được, Người bình thường ở chỗ này không thể vượt qua một tháng. Linh khí hỗn tạp như thế này, nhất định phải tinh lọc mới có thể hấp thu. Thời gian dài rất có thể sẽ tổn thương đến kinh mạch. Toàn thân của Khương Tư Nam dâng lên hào quang hỏa diễm kim sắc lưu truyền. Những linh khí hỗn tạp bị hấp thu đến kia, lập tức tiền bị ngọn lửa rèn luyện, hình thành tinh khí tinh thuần nhất bị hắn hấp thu mất. Hơn nữa pháp lực của Khương Tư Nam không có thuộc tính, có tính thôn phệ cùng lực đồng hóa rất mạnh. Bất luận là linh khí hay là ma khí, yêu khí, tất cả đều có thể hấp thu, cuối cùng hóa thành pháp lực kim sắc tinh khiết. Tân hồn của hắn phóng thích ra, phát hiện không gian này chỉ có phương viên hơn bởi dặm, tất cả đều làm một mảnh sương bổ mênh mông, mắt thường không thể nhìn thấy, dưới chân như một cái ao, ẩn chứa linh dịch khổng lồ. Ở chỗ này nhìn không tới thiên, nhìn không tới địa, chỉ là một mảnh hỗn độn. Trong ánh mắt của lòng ngừng tuyết, cũng hiện lên một tia kỳ dị. Khương Tư Nam chứng kiến những linh khí hỗn tạp kia. Thời điểm tới gần Long Cương Tuyết, lập tức liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó từ trong đó bị rút ra một tia khí lưu màu ngà sữa, tạo ra trí dường chỉ khí, thần thánh mà không rảnh, chui vào trong cơ thể của Long ngừng Tuyết. Đó chính là thuần dường chỉ khí. Khương Tư Nam tự hỏi, sư tỷ, người cảm giác thấy như thế nào? Long ngừng Tuyết tay áo bồng bềnh, ở trong linh vụ mịt mờ càng nhiều vài phần thần bí con người của nàng như đại hải thanh tịnh, trên người có một loại chấn động kỳ dị lưu truyền. Cảm giác thật là kỳ diệu, nhiều linh khí hỗn tạp như vậy tan vào cùng một chỗ, ngược lại có một loại lực lượng để cho người ta nhìn thấu tâm linh. Với ta mà nói tác dụng không lớn, bất quá thuần dương chi khí trong những linh khí này, ngược lại có thể đánh bóng pháp lực của ta. Đối với người có lẽ có tác dụng rất lớn, nhìn xem xem có thể mượn đó đột phá hay là không thanh âm của lòng gừng Tuyết phiêu biểu, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Tuy cường Tư Nam vừa đột phá không lâu, nhưng mà bí cảnh xác thực là một cơ duyên trì địa. Đối với cường giả giữa anh thiên cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Ta cũng cảm giác được ở đây đối với ta có lẽ có chút tác dụng. Bất quá không gian này rất là thần bí. Thậm chí có chút nhiều linh khí hỗn tạp như vậy tan vào nhau. Xem ra không giống với bình thường. Ta phát giác bí cảnh này chỉ có hai người chúng ta. Xem ra Kim Đình Môn cùng Ngân Đình Môn cũng không có người tiến đến. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ khẽ mỉm cười nói. Sư tỷ à, bây giờ chúng ta ở đây tu luyện hai ngày. Tăng ghi biện pháp dò xét chỗ ở của thiên cương độc tử. Chờ hắn biết quan chữa thương, chúng ta liền một lần hành động giết ra ngoài. Sau đó rời khỏi Tam Tiên Đảo, thấy thế nào? Lòng ngưng tuyết nhẹ gật đầu. Hết thảy do Khương Sư Đệ làm chủ đi trong lòng của nàng ta đối với khương tư nam càng ngày càng hiếu kỳ tiểu sư đệ này của mình mỗi lần đều có thể cho nàng kinh hỷ rất lớn nhất là từ sau sự kiện ở ao sen tâm tình của nàng vốn là giếng nước yên tĩnh bởi vì khương tư nam mà giống nhìn đổi đền một tầng rung động loại cảm xúc này làm cho nàng có chút kinh ngạc phải biết rằng tu luyện thái thượng vong tình đạo trọng yếu nhất là vong tình đốt diệt bản thân dùng thiên tâm thấu chiếu tâm ta Đạt tới loại trạng thái đại đạo mênh mông, thiền đạo phù tình. Cho nên cho tới nay, nàng đối với bất kỳ người nào cũng sắc mặt không thay đổi, lạnh như bằng. Hôm nay, loại tâm tình này bị đánh phá, làm cho nàng khiếp sợ, lại có chút sầu lo. Nàng không biết loại biên hóa này là tốt hay xấu. Rơi bỏ chân ý của thái thượng phong tình, dần có thể làm cho môn thần thông tình cấp này thất bại trong càng tấp, vĩnh viễn không đạt được viên mãn, thậm chí tàu hỏa nhập ma. Nhưng Khương Tư Nam lại không biết nỗi lòng của nàng phức tạp mà quanh chân ngồi xuống, còn mắt nhắm lạ, thân hồn lan tràn về bốn phương tám hướng. Đồng thời Long Hoàng cũng tinh tế điều tra bí cảnh này. Trên mặt biểu lộ ra thì kinh hỉ, khi thì nghi hoặc, phẳng phân như phát hiện ra cái điều gì đó. Tiểu tử, ở đây quả nhiên không tầm thường rồi, cất giấu một bí mật rất lớn đấy. Đột nhiên thanh âm vô cùng kinh hỉ của Long Hoàng chuyển tới, Tuy không gian này chỉ có phương viên hơn vời dặm, nhưng lại ẩn chứa linh khí cuồng bạo mà hỗn loạn, căn bản không biết từ đâu mà tới. Lực lượng thần hồn của Long Hoàng vô cùng cường đại, dọc theo không gian bích chướng dò rét, rất nhanh liền phát hiện ra địa phương kỳ quái. Tiểu tử à, ta rốt cuộc cũng biết được những linh khí hỗn tạp này là làm sao mà hình thành rồi. Vốn ta còn tưởng rằng không gian này là một tiết điểm của vô số không gian thông đạo, liên thông thế giới khác. Nhưng mà về sau để phát hiện ở đây vô cùng vững chắc căn bản không thể nào đặt tọa độ không gian mà là từ một không gian khác tràn ra long hoàng nói để cho khương tư nam sững sờ một không gian khác ư ừ, là có ý gì chứ long hoàng kẽ mỉm cười nói chỗ này phong ấn thật sự là quá cường đại trải qua trên phản năm vẫn còn rất mãnh liệt thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa gạt nhưng cũng chính bởi vì thời gian quá lâu cho nên phong ấn có một chút buông lỏng làm cho những khí tức một không gian khác tràn ra. Ở chỗ này tạo thành cái gọi là bí cảnh đấy. Cho nên trong mắt của ta, đó cũng không phải là bí cảnh gì mà là một phong ấn chi địa. Phong ấn lên một không gian bí cảnh, chỉ là thời gian trôi qua quá dài rồi, cho nên làm cho phong ấn lỏng ra, tạo thành một không gian kỳ dị như vậy. Long trảo của Long hoàng đánh ra mấy cái ấn quyết kỳ dị, hình thành một đạo hỏa diễm sáng chói, rừng rực mà chói mắt phẳng phất như ngay cả không gian cũng muốn bốc cháy lên không gian bích chướng run rẩy sau đó lộ ra một tia ánh sáng đan vào cùng một chỗ hơn nữa có chút linh khí cuồng bạo theo những sợi tơ kia tràn ra <laughs> cái này phong ấn cực kỳ là huyền diệu coi như là vương giả cũng không nhất định có thể phát hiện buồn cười là ba tông môn trên tam tiên đảo này chỉ cho là bí cảnh bình thường thôi không có nghĩ qua những linh khí cuồng bạo này rốt cuộc là làm sao mà hình thành được. Long Hoàng bộ dạng cực kỳ đắc ý, đồng thời trong ánh mắt phóng ra trận trận tinh quang. Chỉ tràn ra một chút, liền cuồng bạo tới như vậy rồi. Cũng không biết cái phòng ấn này rốt cuộc là không gian gì. Nói không chừng còn cất dấu đại bí mật, cũng không chừng. Cương Tư Nam cũng bị phát hiện của Long Hoàng làm cho chấn kinh. Tùy hắn cũng cảnh giác, đừng biết cảnh này không tầm thường, nhưng mà cũng không nghĩ tới như vậy mà cất giấu một không gian thần bí. Không gian bí cảnh chỉ có thể ngộ và không thể cầu. Có chút là cường giả thượng cổ đại năng lưu lại động phủ. Có chút là tự nhiên hình thành thiên địa bảo cố. Nhưng bất luận là loại nào đều đại biểu cho đại cơ duyên không cách nào đánh giá. Khương Tư Nam cũng có chút kích động hỏi. Này Long Hoàng, ở đây phong ấn có thể phá vỡ được không? Phá vỡ cũng không phải là dễ đâu nhưng mà động tay động chân để chứa chúng ta đi vào, có thể vẫn có thể làm được. Cho ta hai ngày thời gian, ta đến nghiên cứu thoáng một phát. Người xem một cái phủ văn này, cái chữ triện đây, tất cả đều là bí thuật thời kỳ thượng cổ, ẩn chứa đại bí mật bên trong. Long Hoàng rất là hưng phấn, tinh thần chìm vào nghiên cứu. Hai ngày sau, vừa vặn ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện thoáng bột phát, xem xem có thể đột phá đến viên mãn hay không. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Trước sau khi chiến đấu, tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới pháp thiên cảnh viên mãn. Hôm nay tại đây linh khí cuồng bạo, đối với người khác mà đói thì có khả năng phải cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Nhưng mà đối với Khương Tư Nam mà nói lại căn bản không phải là vấn đề. Lòng ngừng tuyết đã hồi ở một bên, quanh thân lượn lờ lên linh phủ một tia thuần dương chỉ khí lóe ra điểm điểm hào quang nhau nhau chui vào trong thân thể của nàng làm cho cả người của nàng trở nên càng không linh cùng trong vắt khương tư nam cùng long hoàng mờ ám nàng cũng không có phát hiện phảng phất như chìm vào ngộ đạo trì cảnh mi tâm tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chiếu sáng chung quanh ba thước trong cơ thể khương tư nam hồng bông tạo hóa kinh cùng thuần dương ngọc hoàng kinh hai đại kinh văn đồng thời vận chuyển chung quanh tinh khí cuồng bạo lập tức lao qua. Pháp lực kim sắc hình thành hải dương, mãnh liệt mà thâm thúy. Những tinh khí hỗn tạp kia bị rửa sạch cùng bị đốt cháy, trở nên tinh khiết cũng không rảnh. Một bộ phận dung nhập đến trong huyết mạch cùng thân hình của hắn, cường hóa thân thể. Một bộ phận hóa thành pháp lực kim sắc bang bạc, phân biệt dung nhập đến huyệt khiếu quanh thân. Hôm nay Khương Tư Nam mở một vạn không gian huyệt khiếu. Mỗi một, một không gian huyệt khiếu đều là như một viên tinh thần sáng chói phóng ra hào quang hoa mỹ hơn nữa phụ văn lập ra, lẫn nhau lúc đó phảng phất như tạo thành một loại đại trận thần bí để cho nhục thể của hắn trở nên càng chắc chắn hơn trong không gian huyệt khiếu quanh thân pháp lực kim sắc hình thành biển lớn mênh mông vô cùng dồi dào hơn nữa theo khương tư nam không ngừng luyện hóa linh khí pháp lực gia tăng càng nhanh chóng hơn tại đây tuy tinh khí hỗn tạp có rất nhiều lực lượng thuộc tính bất đồng hỗn hợp chung một chỗ, nhưng mà phần lớn là một ít năng lượng cấp cao, nhất là thuần dương chi khí. Mặc dù chỉ tích chứa một tia, nhưng là năng lượng chỉ phương giả cảnh mới có thể từ trong hư không gương luyện ra được, cực kỳ là cường đại. Cho nên Khương Tư Nam ở chỗ này tu luyện, quả thật là như cá gặp nước, tiến triển cực kỳ nhanh, tầng bình cảnh hơi mỏng kia trở nên lung lay sắp đổ rồi. Đến cuối cùng, Hoàn đạo quang mang lập rè, đồng thời chiếu sáng mảnh không gian này. Toàn thân của cường Tường nam bao phủ ở giữa kim quang, Khi tức lập tức tăng vọt, một cỗ chấn động đột phá tràn ngập ra. Pháp thiên cảnh viên mãn thành. Con mắt của cường Tường nam mở ra, lộ ra vẻ vui thích nhàn nhạt, nhạt. Hắn bởi vì cô đọng kim đan thập phẩm chấn nhiếp cổ kim, tu vi trực tiếp đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ, tăng thêm hắn tích lũy khổng lồ, hôm nay càng tiến một bước pháp thiên cảnh viên mãn. Bước tiếp theo, muốn ngưng kết nguyên anh, đột phá đến anh thiên cảnh rồi. Từ đột phá pháp thiên cảnh đến bây giờ, bất quá là mấy tháng thời gian, liền bằng người khác tu luyện vài năm, thậm chí là vài chục năm. Nếu để cho người khác biết rõ chuyện này, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Ở đây linh khí nồng đậm rồi giao như thế. Tuy còn không đạt đến tình trạng để cho hắn mở không gian huyệt kiếm mới nhưng mà lại có thể dùng để cường hóa pháp lực, tăng cường nội tình của mình. Hôm nay Khương Tư Nam, lĩnh ngộ vạn đạo tiểu thần thông tình túy, đã coi như là nhân vật cấp tông sư. Tầm mắt nhìn càng xa, hắn biết rõ con đường tu chân nhất bộ nhất đằng thiên, chỉ có đạp ổn một bước, đục thành đạo cơ chắc chắn mới có thể ở trên con đường này đi xa hơn. Hắn ở chân thiên cảnh tích lũy vô cùng hùng hồn, để cho hắn ngưng kết kim tan thập phẩm từ xưa đến nay chưa hề có. Như vậy thời điểm ngưng kết nguyên anh, hắn tự nhiên cũng vốn đạt tới cảnh giới lợi hại hơn. Nếu như nói thần thông kim tan ở pháp thiên cảnh chỉ là vừa thay ngén tánh mạng, như vậy anh thiên cảnh ngưng kết nguyên anh là tánh mạng thành hình, chính thức trở thành hải nhi. Mà thông thiên cảnh luyện ra nguyên thần thì là người trưởng thành rồi. Tam đại cảnh giới này, từng cảnh giới tầm đó đều kém thật lớn nhất là anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh tầm đó, tranh lệch không thể tính toán được. Cho nên toàn bộ tu chân giới, dưới pháp thiên cảnh xem như tu chân giả cấp thấp, không chịu nổi được một kích. Pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh xem như là bước vào giai đoạn cất bước, nắm giữ lực tự bảo vệ mình nhất định, nhưng mà vẫn không đủ dùng, chỉ có đến thông thiên cảnh thì mới thần thông quảng đại, mới coi là cường giả trần chính. Anh một tiếng, theo cường Tư Nam thúc dục hai đại kinh văn linh khí cuồng bạo chung quanh lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo như là voi rông gào thét lên vọt về phía khương tư nam thân thể của hắn kim quang sáng chói phảng phất như tạo thành một vòng xoáy kim sắc bắt đầu thôn phệ tất cả linh khí ai đến cũng không cự tuyệt cũng không sợ bị những linh khí này chống đỡ phát nổ chấn động lớn như vậy ngay cả long Ngân quyết cũng bị đánh thức vẻ mặt kinh ngạc nhìn khương tư nam làm ra động tĩnh kia ở đây linh khí hỗn tạp thế, coi như là long gương tuyết cũng không dám trực tiếp thôn vệ vào trong cơ thể. Dù sao linh khí của nhân loại tu chân giả cùng ma khí của ma đạo tu chân giả còn có yêu tộc yêu khí cùng với dị tộc khác đều không giống như nhau, mạo bội luyện hóa, dẫn có thể sẽ tàu hỏa nhập ma. Nhưng nhìn bộ dạng của Khương Tư Nam, ở đầu có nửa phần dấu hiệu muốn tàu hỏa nhập ma. Hắn thì bảo tướng Trang Nghiên, hai mắt buồn xuống, Toàn thân pháp ra bảo bì lóng lánh khí tức từng điểm từng điểm tăng cường Cho đến tận hai ngày sau Trong bí cảnh này Linh khí cuồng bạo phương phiền hơn bời dặm Tính cả linh dịch Tất cả đều cắn nuốt Lúc này mới chậm rãi mở mắt Vẫn mang theo một tia chưa hết thòm thèm Khương sư đệ Người thật đúng là lợi hại Tuy đồng cường tuyết sớm đã biết rõ Khương tư nam rất thần bí Nhưng mà giờ phút này vẫn còn có chút khiếp sợ trong ánh mắt đổ ra vẻ kỳ dị. Khương Tư Nam mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thành âm kinh hỉ của Long Hoàng ở trong đầu hắn vang lên. <laughs> tiểu tử, ta đã mở phòng ấn ra rồi, mau tới đây. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, lộ ra một tia kinh hỉ đối với Long Hoàng và Long Cương Tuyết nói, sư tỷ đi theo ta. Hắn và Long Cương Tuyết ở cùng một chỗ, may hơn vời dặm, đi tới bích chứng của không gian bí cảnh. Chỗ đó Linh quang mờ mịt, vụ văn lập rè, loang thoáng xuất hiện một thông đạo, giống như là thông hướng một địa phương khác. Tinh khí cuồng bạo mà hỗn tạp, từ một bên khác vọt tới vô cùng tinh thuần. Sự đề à, đây là gì thế? Lòng cần tuyết cũng chấn kinh rồi. Không cần tới bí cảnh này vậy mà sẽ cất giấu bí mật như vậy. Dùng ánh mắt của nàng sao lại không nhìn ra? Cái này phong ấn lấy đúng là một không gian bí cảnh đấy. Khương Tử Nam mới giải thích nói. Sư tỷ à, vừa rồi lúc ta tu luyện cảm giác được với cảnh kỳ dị này không tầm thường. Một vực đang tự hỏi, những linh khí cuồng bão kia từ đâu mà đến? Về sau rút cuộc bị ta phát hiện chỗ này, vậy mà thông hướng một bí cảnh không biết khác. Khương Tư Nam ra mặt rất là dày, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, trực tiếp lấy hết công lao của Long Hoàng, để cho Long Hoàng trợn trắng mắt, phỉ báng không thôi. Người của Ngọc Đỉnh Môn, vậy mà không có phát hiện ra chỗ phòng ấn này, cũng không biết một bên khác đến cùng là địa phương nào. Sư đệ, chúng ta mau mau đến xem có được không? Đương nhiên là phải đi nhìn xem rồi. Sư tỷ à, trong không gian bí cảnh đều ẩn chứa đại cơ duyên. Chúng ta ngược lại có thể đi vào thử thời vận đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, trong nội tâm thúc giục Long Hoàng làm ra một lối đi. Sau đó cùng với lòng gừng tuyết cẩn thận từng đi từng tí mà đi vào. Tiểu tử đừng trách ta không có nhắc nhở người đấy. Không gian bí cảnh này dù có cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm đâu người bảo mạo thất thất đi phòng như vậy cũng không nên đám mạng đi đâu. Thanh âm của Long Hoàng vang lên. Khương Tử Nam lờ đánh nói. Yên tâm đi, chúng ta là trước vào xem xét thôi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn đấy. Bảo vật ở đây cũng không thể tiện nghi cho cái đám vương bát đàn Ngọc Đình Bốn kia được. Long Hoàng, người có thể khôi phục nguyên trạng, phong ấn hay không, để cho bọn hắn không phát hiện ra được. <laughs> cái này còn cần ngươi phải nói sao? ta à, không có phá hư phòng ấn kia đâu. Chỉ là mở ra một thông đạo thôi mà. Người yên tâm đi. Những người kia khẳng định phát hiện không được. Hơn nữa, ta còn hơi động tay động chân. Nếu vạn nhất mà bọn hắn phát hiện ra thông đạo nơi đây, cường công tiến đến, hậu quả kia thật là khó tưởng tượng đấy. Long Hoàng lộ ra, bộ dáng tươi cười vô cùng gian trào, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn và bị ổi. Lúc này Khương Tư Nam mới yên lòng, cùng Long Ngân Tuyết xuyên qua thông đạo đi tới một thế giới khác. Trời rất là cao, rất là bao la. Đây là một thế giới âm u, tràn đầy khí thức âm hàn, lạnh như băng. Đại địa bao la, xa xa có vài đoạn núi, còn có cung điện lầu các đổ nát thề lương. Phẳng vất như đã trải qua một hồi đại chiến. Thổ những dưới chân đều là màu đỏ sậm, có một tia sát khí huyết tinh. Trên bầu trời, một vòng huyết nhật tàn mát ra hào quang sâu kín lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cọt kẹt. Khương Tư Nam bước một bước phóng ra, một tiếng giòn vang truyền đến. Dưới chân của hắn có một bộ xương khô hóa thành bột phấn. Vào lúc này, hắn mới phát hiện đầy đất đều là thi cốt, còn có một chút binh khí hỏng hư, đào thường kiếm kích rơi ra đầy đất. Thoạt nhìn đều là linh khí rất cường đại, nhưng mà cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Tất cả đều bị tuế nguyệt mai mòn, linh kính mất hết hóa thành bụi đất. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Sao lại giống như là bộ địa cự đại vậy? Khương Tư Nam cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc, phảng phất như có một hồi gió lạnh đánh úc, để cho trong lòng của hắn ác hàn vô cùng. Lòng Cương tuyết cũng sắc mặt ngừng trọng, đi vài bước nhìn xem những sườn khô kia, chậm rãi nói. Tại đây hẳn là một chiến trường, người xem những cái thị cốt này, có nhân tộc, có yêu tộc, nhưng mà càng nhiều hơn là thi cốt ma tộc. Đây là bát tí ma tộc, đây là đường lang tộc, đây là thiết giáp tộc. Những thi cốt kia thoạt nhìn rất thê thảm, có chút không đầu, có chút không tay. Những binh khí pha tạp kia cắm ở trên người thi cốt vẫn đang để lại một chút vết máu màu đỏ sậm không một chút nào tỏ rõ lấy đại chiến thảm thiết nhất. Ánh mắt của Khương Tư nằm lóe đêm chậm rãi nói. Nghe nói mấy phản năm về trước, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc dưới mặt đất tầm đó đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Vô số cường gia vẫn lạc. Trận chiến ấy thiền bằng địa liệt, Từ thương vô số. Cuối cùng nhất làm cho trần cường đại lục tu chân giả, thực lực đại giảm. Ma tộc cũng bị đuổi xuống dưới đất, mới có mấy vài năm hòa bình này. Cái này hẳn là một trong mấy chiến trường năm xưa chăng? Có thể đấy. Long Ngân Tuyết gần đầu nói. Nhưng mà ta không nghĩ ra chính là là ai phong ấn khiến không gian viết cảnh này Đã ở tam tiên đảo xây xong Ba tòa không gian chi môn Tam tiên đảo này cùng nơi đây, đây có liên hệ gì Cái này quả thật Là có chút để cho người ta không nghĩ ra Tăng Nguyên Lai tưởng rằng Tiến nhập một bảo tàng không gian bí cảnh Không nghĩ tới dĩ nhiên là một khổ chiến trường Khương Tử Nam cười khổ một tiếng Hắn dõi mắt trông về phía xa Phát hiện phiến không gian bí cảnh này Cực kỳ rộng lớn Có thể nói là vô biên vô hạn tràn đầy đổ nát cùng thây lương, xương khô thi hài, viết sắc thổ nhưỡng. Nhưng mà trừ lần đó ra, căn bản không có đồ vật gì. Tất cả binh khí hỏng đã sớm hóa thành tro bụi, cho nên Khương Tư Nam tới đây có thể nói thật là không thu hoạch được gì. Này tiểu tử, ta cuối cùng cảm giác được huyết quyệt kia không tầm thường, hình như là một con mắt cùng phiến không gian biết cảnh này có một đoạn liên hệ không hiểu thấu. Nhưng mà cái này đã vượt qua phạm vi cảm giác của ta, ta cũng không biết ở đây là chuyện gì phát sinh. Nhưng mà duy nhất có thể xác định chính là nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh chóng lì khai thì tốt hơn. Cường từ Nam nhẹ gật đầu, cũng rút cuộc hiểu rõ vì sao. Bên ngoài biết cảnh sẽ có nhiều linh khí cuồng bạo hỗn tạp như vậy. Ở đây chết nhiều cường giả như thế, cường giả các tộc đều có, trong hư không tràn ngập năng lượng khổng lồ, có lẽ là từ nơi này thật tràn ra. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng lại cảm giác được một tâm thần có chút không tập trung, cảm giác cực kỳ khó chịu. Một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này. Sư tỷ à, chúng ta đi thôi. Trên tam tiên đảo có ba đại tông môn, Kim Đỉnh môn, Ngân Đỉnh môn cùng Ngọc Đỉnh môn. Những năm gần đây, Ngọc Đỉnh môn phát triển càng tốt càng nhanh, trong hàng đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Cơ hồ có xu thế muốn rơi tái Kim Đỉnh môn cùng Ngân Đỉnh môn bởi vậy tam môn tầm đó tùy thuộc về một kiếm đạo truyền thừa thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa ở dưới tam tiên đạo tổ ước thúc, ba đại tông môn tầm đó không có khả năng phát sinh đại xung đột, nhưng lại tránh không được cọ sát với nhau. Tự như Âu Dương Ngọc Thủ mang theo Khương Tư Nam cùng Lòng Ngực Tuyết mới vượt gia nhập tam tiên đạo, đã bị thám tử của Kim Đỉnh Môn cùng Ngân Đỉnh Môn phát hiện. Kim Đỉnh Môn trong một đại điện hùng vĩ, Kim Đỉnh Môn môn chủ Nam Tần Thiết đứng ở trên, khí thức vô cùng cuồng bạo, sang người cực kỳ khôi ngô, như là một bạo long, trên người cơ bắp từng cục, hiền lộ ra lực lượng như cuồng sư, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén. Người xác định đôi đám nữ kia là người cũ hành thánh tông trao giải thưởng sao? Phía bên dưới là một lão giả râu dề xấu xí, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng. Giữa phút này như gà con mổ thóc, liền tục gật đầu. Thưa đúng vậy, môn chủ đại nhân, chính là bọn họ. Mấy ngày nay nhị tử của Âu Dương Lâm, Âu Dương Ngọc Thụ khắp nơi sưu tập linh dược trần quý, thậm chí còn ra biển một chuyến. Bởi vậy thuộc hạ liền tăng cường giám sát hắn. Còn nhìn phát hiện hắn mang về tam tiên đảo hai thân ảnh khả nghi. Về sau trải qua gian tế trong ngọc đỉnh môn, xác định thương mạo của hai người bọn hắn có chín thành đám chắc là hai người của hành thánh tông trao giải thưởng kia. Nam tầm thiết vỗ vỗ chỗ ngồi, đứng lên cười ha hả. Người làm tốt lắm, nhưng năm này ngọc đỉnh bồn quá kiêu ngạo rồi. lúc này đây thậm chí ngay cả người đệ nhất thiên hạ tổng bồn ngũ hành thánh tông muốn trao giải thưởng cũng dám bảo chè. ta xem ra bọn họ là chán sống thật rồi. hai người kia giá trị một kiện kinh khí tuyệt phẩm cùng 500 vạn tinh thạch thượng phẩm đấy. ta lập tức liên hệ với người ngũ hành thánh tông. chuyện tốt như vậy ngọc Đình bồn không muốn kim Đình bồn chúng ta muốn. phía dưới lão giả châu dê vẻ mặt định nọt cười nói đúng như vậy như vậy chẳng những chúng ta có được bảo vật ngọc đình môn bao che tội phạm của ngũ hành thánh tông nhất định sẽ thừa nhận lửa giận của bọn hắn quả thực là một bộ tên chúng hai con chim người làm vô cùng tốt hiện tại ta đề bạt người làm chấp sự đường trưởng lão người phải người hào hào giám thị ngọc đình môn cho ta ở trước khi cường giảng của hành thánh Tông đến ngàn vạn lần đừng có cho người ta chạy mất nam tầm thiết cười nhạt nói ra trong ánh mắt lộ ra một tia tình quang đa tạ môn chủ đại nhân đề bạt thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực tuyệt đối sẽ không để cho hai người kia ly khai tam thiên đảo nửa bước đâu ạ à. lão già kia vui mừng quá đỗi cùng kính dập đầu mấy cái vội vàng rời đi ở một bên khác ngân đỉnh môn ở trong một gian vật thất ngân đỉnh môn môn chủ soãn phòng ba cung kính đứng trước một tấm cương cái cương cực kỳ kỳ dị lóe ra linh quang nhàn nhạt phía trên xuất hiện một lão già khuôn mặt hùng áp nham hiểm ánh mắt như độc xà lóe ra hàn quang nhắm người ta bà vệ. hắc long phủ hắc long thảo ta tuy chưa tính đã linh dược trần quý gì nhưng mà thậm chí có người dám xúc phạm uy nghiêm của hắc long phủ ta còn dám giết đến tùm tướng cuộc của hắc long phủ ta người như vậy nhất định phải chết tông môn của hắn cũng phải bị diệt nếu không căn bản không cách nào dập tắt tửa giận của hắc long đại vương người xác định đã tìm được hung thủ à nếu không chưa có trách ta không khai khí đấy nghe được đáo giả kia nói doãn phòng bà vội vàng cung kính hồi đáp tiên gia đại thống lĩnh ta xác thực đã tìm được hung thủ rồi hung thủ chính là nhi tử của ngọc đình bồn Bôn chủ âu dương lâm âu dương ngọc thụ hắn dừng một chút tiếp tục nói mấy ngày trước hắn trắng trợn vừa phét các loại linh dược trần quý theo ta hiểu được những linh dược này cũng là vì luyện chế một loại linh đan chữa thương hơn nữa mấy ngày trước hắn đã từng ra biển lúc trở lại trên người lây dính một tia hương vị của hắc long thảo ta dám xác định trên người của hắn khẳng định là có hắc long thảo ngài đã từng ban cho ta một ít hắc long thảo vì vậy ta đối với khí tức của hắc long thảo coi như là quen thuộc cho nên ta dám khẳng định người ăn trộm hắc long thảo là âu dương ngọc thụ đấy ngọc đỉnh môn âu dương ngọc thụ tốt lắm cũng dám trêu chọc hắc long phủ ta lúc này đây coi như là tam tiên lão nhân cũng cứu không được hắn Minh giả Đại tướng Quân sẽ đích thần tiến đến Tam Tiên Đảo. Người nhìn chăm chăm Ngọc Đình Môn cho ta. Chỉ cần chuyện này Tam Thanh, Ngân Đình Môn các người liền là đệ nhất tổng bồn của Tam Tiên Đảo này rồi. Cũng sẽ được hắc Long Phủ ta che chở cho. Nhưng nếu xử lý không thành, người nên biết hậu quả là thế nào đấy. Trong nội tâm của Doãn Phòng Bà phát lạnh, lập tức lên tiếng nói. Đại Tông Lĩnh cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hào hảo giám thị Ngọc Đình Môn này, chờ các vị đại nhân hắc Long Phủ đến. Trên tam tiên đảo, mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng mà biểu hiện ra lại vẫn là rất bình tĩnh. Ở trong bí cảnh, Khương Tư Nam cùng Long Cường Tuyết đã đi ra cổ chiến trường, nên một lần nữa đi về tới bí cảnh, phòng ngân thông đạo ở sau lưng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô. Mảnh không gian này lộ ra trống trống, tất cả linh khí đều bị Khương Tư Nam quét sạch. <laughs> Nếu người của ba đại tông bồn tới nơi đây, khẳng định liền trợn tròn con mắt. Cương Tư Nam đối với kiệt tác của mình lộ ra rất hài lòng, cười sáng rạng. Long Hoàng, có thể cảm ứng được động tính bên ngoài không? Thiên cương đồng tử có bắt đầu bế quan chưa? Long Hoàng cười hăng hắc nói. Cái bí cảnh này lại chưa tính là không gian chính thức, có ngăn cách không được nguyên thần của ta cảm giác. Thiên cương đồng tử kia đã bắt đầu bế quan chữa thương rồi. Địa điểm lại ngay ở trong lòng núi dưới đại điện của Ngọc Đình Bôn Bôn Chủ. Chỗ đó hẳn là một động phủ đấy tốt lắm bây giờ chúng ta liền đi làm thịt hắn sau đó rời khỏi tam tiên đảo đi thôi khương tư nam khẽ mỉm cười nói rất là hời hợt hắn nói tình huống cho lòng cường tuyết thoáng một phát lòng cường tuyết cũng không có dị nghị gì nhà gật đâu cái bí cảnh này lúc tiến vào không dễ dàng gì nhưng mà muốn đi ra ngoài lại rất đơn giản thôi chỉ là khương tư nam không muốn thông qua tế đàn để đi khai nếu không rất có thể sẽ bị người ở nơi đó giám thị phát hiện Long Hoàng lại bắt đầu động tay động chân, hao phí được lượng thần hồn, mở ra không gian trì môn, long đánh lập ra. Khương Tư Nam cùng Long Cương tuyết rời khỏi bí cảnh này. Trong một sân cốc ẩm nấp, thân hình của Khương Tư Nam cùng Long cương tuyết xuất hiện. Bên cạnh là một ngọn núi cao lớn nhất của Ngọc Đình Môn, cũng là chủ phong của môn chủ. Hai người bọn họ xuất hiện, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Khương Tư Nam nhìn Long cương tuyết, cười mà nói. Sư tỷ à, thiên cương đồng tử ở trong lòng núi, chúng ta nhất định phải dùng độn thổ mà đi vào. Người đi theo ta, nó không chừng thiên cương đồng tử sẽ bố trí số trận pháp. Chúng ta muốn giết hắn xuất ký bất ý, ngàn vạn lần không thể để cho hắn phát giác ra được. Tốt! Long ngân tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Ngày lập tức, trên thân của hai người lại xuất hiện ra một đạo hào quang huyền hoàng sắc, lập tức chui vào bên trong ngọn núi. Thổ độn thuật thuộc về một trong ngũ hành độn thuật, xem như là một môn tiểu thần thông, có thể thuyên sơn độn địa cực kỳ đầu huyền diệu. Đã đến anh thiên cảnh, tu luyện đại thần thông, thậm chí thần thông đỉnh cấp, đối với một ít tiểu thần thông cũng có thể tùy ý vận dụng. Bởi vậy dù Long Cưng Tuyết chưa từng học qua thổ độn thuật, nhưng mà vẫn có thể tùy ý thì triển ra. Thân ảnh của hai người hóa thành hai đạo hào quang huyền hoàng sắc, tiềm hành về phía long núi trong nội tâm của Khương Tư Nam kẽ động. Áo nghĩa của gia tiên bí thuật trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Trong tay của hắn kết ấn, hào quang trên người đập rè. Một đạo quang mang màu vàng ao phủ phương phiền ba trượng, bao vây lòng gừng tuyết lại. Đạo quang mang màu vàng kia rất là sáng chói phụ văn đập rè. Có một loại khí tức mờ mờ, phăng phất như trong đáy mắt, cùng với sơn thể xung quanh, hoa thành một thể. Tuy hai người bọn họ vẫn đang tới trước, nhưng mà nếu dùng thần hồn đi mà cảm giác, căn bản phát hiện không được thân ảnh của bọn hắn, giống như là đảo qua một mảnh nham thạch không có ký tức chấn động. Gia thiên bí thuật là một môn thần thông đỉnh cấp. Cường tư nam dùng lục như thường long quyết, từ chỗ long hoàng được gạt đến hai loại thần thông đỉnh cấp này. Che thiên che địa, phong tuyệt vạn vật. Cường tư nam hôm nay chỉ đạt đến tiểu thành, đã có thể sử dụng một ít thần thông ẩn nấp, cực kỳ là huyền diệu rồi. Lòng cường tuyết cũng cảm nhận được loại chấn động kỳ dị này lại để cho trong nội tâm nàng khẽ động. Trong máu không hiểu thấu truyền ra một cỗ thần thiết. Cái loại chấn động này vậy mà cùng phần thiên bí thuật có chút tương tự sao? Lòng cường tuyết cơ hồ muốn chấn kinh rồi. Phần thiên bí thuật có thể nói là bí mật lớn nhất của nàng ta. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ta thi triển qua. Nhưng mà bây giờ đại từ trên người Khương Tư Nam cảm nhận được ký tức đồng dạng Tuy nàng không biết giả thiên bí thuật, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân thiết từ trong huyết mạch. Hẳn là Khương Sư Đệ cũng có huyết mạch long tộc, nhưng mà không thể nào, hẳn là loại thần thông này, chẳng lẽ là một trong cửu thiền bí thuật trong truyền thừa trí nhớ nói tới. Trong nội tâm của Long Tương Tuyết chuyển động vô cùng, cảm giác được cương Tư Nam càng thần bí, vậy mà cùng long tộc truyền thừa trong truyền thuyết nhất đến quan hệ Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng mà trên mặt của nàng lại không có biểu hiện ra cái gì. Đi theo Khương Tư Nam, rất nhanh liền tới trong lòng núi, thấy được phía trước có một thạch bích hào quang sáng chói. Chỗ đó có lẽ là mật thất thiên cương đồng tử bế quan rồi, quả nhiên là có trận pháp phòng ngự đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, anh đi theo vị trí nguyên thần của Long Hoàng đến nơi đây, cũng nhìn thấy hào quang trên thạch bích, lập tức nhận ra đó là một loại trận pháp phòng ngự cùng cảnh cáo. <laughs> Bất quá chỉ làm bát phẩm huyền hoàng tụng nguyên trận, Ngọc Đình Môn này cũng quá keo kiệt đi à. Sư tỷ à, đợi chút nữa ta phá trận rồi, người lập tức liền ra tay, nhất định phải chém giết thiên cương đồng tử này. Nếu không đưa tới Ngọc Đình Môn môn chủ Âu Dương Lâm thì phiền toái to đấy. Lòng thường tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trên tay Ngọc hiện ra một điểm hào quang, trên người tàn mát ra ký tức mờ ảo. Con mắt quang mang lập tức trở nên băng lạnh, như là một tiên linh bao quát thường sinh. Huyền Hoàng Túng Nguyên Trận là một linh trận bát phẩm, tụ tập huyền hoàng thổ trì lực, cùng đại điểm nguyên tinh, hình thành linh trận phòng ngự. Hậu thổ trì lực cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa có thể thông qua thổ trì lực trong núi này dò xét, cảm giác ra tình hình bên ngoài. Bởi vậy nếu không phải Khương Tư Nam sử dụng giả thiên bí thuật, chỉ sợ là tới gần liền bị phát hiện rồi. Ngón tay của Khương Tư Nam nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong hư không hơi điểm một cái, có mấy vầng sáng thanh sắc thoáng hiện, lẫn nhau đàn vào, xây dựng trong một cỗ linh trận cỡ nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng hình thành quang hoa lóe sáng. Thoáng hiện phủ văn lượn lờ, phảng phất như có cổ thụ chui ra từ dưới đất lên, cắm vào giữa vân tiêu. Ngô hành thường sinh tường khắc, Mộc khắc thổ, Khương Tư Nam xây dựng trong một thanh hoa viên quang trận, nhanh nhàng thầy tới, liền dung nhập đến thạch bích, sau đó trên thạch bích quang hoàng huyền hoàng sắc chậm rãi vị thanh quang thôn vệ. Thời gian dần qua lộ ra một mảnh thạch bích bình thường. Sư tỷ chính là lúc này thôi. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, Long Ngân Tuyết lập tức liền xuất chiêu, thân hình bồng bềnh bay, bằng phách thần quang kiếm ngang trời, phiền giữa kinh hồng, kiểu như là du long một kiếm này tào nhã chiếu sáng thế giới dưới lòng đất tình diệu tới cực điểm oanh thạch vách trước mắt trên năm xẻ bảy hóa thành lưu xa hiện lộ ra một mặt thất rộng lớn trung gương nhất ngồi một hài đồng mặc quyết bào sự phút này đột nhiên mở hai mắt ra trong ánh mắt lộ ra thần sắc hung ác cùng khiếp sợ đúng là thiên cương đồng tử rồi giờ phút này toàn thân của hắn bao phủ ở trong huyết vụ hào quang sáng chói đang bế quan chữa thương đến khẩn yếu hơn đương bột kiếm này của lòng ngừng tuyết không có dấu hiệu báo trước tự như là thiên ngoại phỉ tiền rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn lập tức xuyên qua lồng ngực của thiên cương đồng tử kiếm khí sắc bén bộc phát ra lòng ngừng tuyết không có chút lưu thủ thiên cương đồng tử rên lên một tiếng thân thể lập tức bạo vỡ ra thành huyết vụ mà khương tư nam cũng không có nhản rỗi chờ hắn tiến vào trong mặt thất thì triển ra giả thiên bí thuật hoàn toàn phong tuyệt phiến mật thất này. Người ở bên trong căn bản ra không được, người ở phía ngoài cũng phát hiện không được tình hình nơi đây. Chứng kiến thiên cương đồng tử biến thành huyết vụ, Khương Tư Nam không khỏi sững sờ. Dễ dàng như vậy, đã chết rồi sao? Nhưng mà xong một khắc, những huyết vụ kia quỷ dị, như ở trong hư không dung hợp, đã hóa thành bộ dạng của thiên cương đồng tử, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt càng trắng vậy trước khi thiên cương đồng tử lần trốn ngũ đức chân nhân đuổi giết cưỡng ép thi triển bí thuật bị thương rất nặng giờ phút này lại bị lòng gừng tuyết đánh lén tuy may mắn tránh thoát được một kiếp nhưng mà suy yếu tới cực điểm cảnh giới có chút bất ổn cơ hồ là muốn thoái hóa đến anh thiên cảnh rồi khương tư nam lòng ngưng tuyết thì ra là hai người các người các người làm sao biết ta ở tam thiên đảo lại có thể tìm được vị trí tại bế quản chưa sắc mặt của thiên cương đồng tử dữ tợn trong ánh mắt lóe ra thần sắc quán độc trong lòng của hắn giờ phút này bị một tầng sợ hãi bao phủ thời điểm hắn toàn thịnh cũng chỉ cùng lòng gừng tuyết khó khăn lắm bất phân thắng thua hôm nay chiến lược mười không còn một rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này trong đầu của hắn cấp tốc chuyển động ánh mắt bắn ra tứ phương càng làm cho hắn như là rơi vào băng uyên chính là không biết cường tư nam này bay lên trận loại gì lại ngăn cách mật thất. Dù hắn muốn truyền tin tức ra, cũng không cách nào thông tri cho Âu Dương Lâm. Thiên Cương đồng tử, người cùng Âu Dương Lâm mưu đồ bí mật ta biết rõ. Người đang muốn đối phó với chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, có phải không nào? Cho nên vẫn là mời người đi chết đi. Khương Tư Nam cười rất sáng lạ, khuôn mặt thành tú, nhưng mà ở trong mắt thiên cương đồng tử lại như là ác ma. Tâm từng điểm từng điểm chìm xuống, đã muốn ta chết, vậy thì các ngươi cùng đi chết đi. Thiên cương đồng tử nha răng cười một tiếng, huyết khí toàn thân bộc phát ra. Ngọc phiến ở trên đỉnh đầu lập tức biến thành huyết sắc, phóng ra hào quang vô cùng sáng chói. Rầm rầm. Thần quang tứ tán, thân thể của thiên cương đồng tử lập tức nổ tung, hóa thành vô số tàn ảnh từ bốn phương tám hướng ánh về phía của cương Tử Nam. Đồng thời Ngọc Phiến phóng ra chấn động khủng bố, lập tức bắn về phía lòng cường tuyết huyết quang mênh mông uy năng trong ngọc phiến như là sống dậy bắt đầu diễn biến trong một tiết trật tự thần liên lẫn nhau đan vào vô cùng cường đại mục đích của thiên cương đồng tử rất đơn giản nếu trinh diện đối kháng lòng cường tuyết hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên hắn liều mạng dùng ngọc phiến bộc phát ra lực công kích cường đại ngăn lòng cường tuyết sau đó công giết cường từ đàm yếu nhất hắn đã nhìn ra đạo trận pháp phong ấn bên ngoài kia là do Khương Tư Nam bố trí xuống. Chỉ cần giết Khương Tư Nam, đạo trận pháp kia tự sụp đổ, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Coi ta là quả hồng mềm sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lạnh lùng cười cười. Không cần phải suy nghĩ, toàn thân dâng lên hào quang vô tận, khiến lành từng sợi, Ở được có tử sắc điện mang lập rè. Thần tiêu chân lôi đạo. Khương Tư Nam quát khẽ, toàn thân tử sắc tung hoành, lôi quang vành trướng, tự giác điện năng phẩm chất như cánh tay, phóng ra hào quang rừng rực vô cùng khủng bố. Loại thần thông trình cấp này, từ khi cương tương nam luyện thành con chưa từng thi triển qua, lúc này thiên cương đồng tử coi hắn trở thành quả hồng mềm. Cương tương nam liền không khách sáo nữa, lập tức toàn lực mạo phát. Thiên cương đồng tử tu luyện huyết hải thần thông, xem như một loại ma đạo thần thông, e ngại lực lượng liệt hỏa lôi đỉnh nhất là thần tiêu chân đôi cực kỳ khủng bố từng sợi lôi quang nổ tung lập tức ngừng đón về phía thiên cương đồng tử rầm rầm thiên cương đồng tử biến ảo những huyết ảnh kia lập tức chôn vùi ở trong đôi đình cuối cùng quay về nhất thể tạo thành thân ảnh của thiên cương đồng tử mang trên mặt thần sắc khiếp sợ oán độc, trong miệng kêu thảm thiết liên tục thần tiêu chân đôi đối với thần thể của hắn có tổn thương thật lớn có thể thấy được một chút điện mang quanh quẩn không cần phá hủy trên người của hắn để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm hư nhược hơn người 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 bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ sao có thể biết lôi đạo thần thông đỉnh cấp kia chứ trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc không dám tin nó như vậy lôi đạo thần thông là khó tu luyện nhất nhất là thần thông đỉnh cấp kia chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng phải hao phí tài nguyên cùng thời gian rất lớn mới có thể tu luyện thành công được. Nhưng mà tiểu tử này thoạt nhìn như con sâu cái kiến, lại mang cho hắn kinh hãi khó có thể tưởng tượng. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta biết còn khá nhiều loại đấy. Mạng của ngươi hôm nay điển lưu lại đây đi, không nên vùng vẫy vô vị làm gì. Khương Tư Nam liếc quả hắn, cười nhanh nhạnh rồi nói. Ở một bên khác, Ngọc Phiên hóa thành huyết sắc quả nhiên là bất phàm, từng dẫn trật tự thần liền vô cùng cường đại, phảng phất như tạo thành kết giới hoa mỹ vây lòng cương tuyết ở trung ương. Trên ngọc phiến kích hoạt thần uy tràn ngập, để cho cương tư nam có chút run sợ. Càng thêm hoài nghi, đây là chí bảo cấp bậc gì? Chỉ một mảnh vỡ thì có uy lực lớn như vậy. Bằng phách thần quang kiếm lam quang lập loè kiếm quang trừng rực. Tuy ngọc phiến bất phàm, nhưng mà thiếu quyết pháp lực của thiên cương đồng tử thúc dục lập tức bị long cương tuyết một kiếm trảm phi những trật tử thần liên kia cũng chậm rãi biến mất ở trong hư không. Oanh một tiếng, pháp lực toàn thân của Khương Tử Nam không cần liền đổ sổ xuống. Hơn vạn không gian huyệt khiếu phóng ra hảo quang sáng chói Thần tiêu chân lôi đảo bị hắn thúc giục đến cực hạn. Ở trên đỉnh đầu của hắn lập tức tạo thành tử sắc hải dương. Lôi đỉnh dữ dằn, gào thét mà khủng bố, tàn ra chấn động tuyệt diệt hết thảy, trấn áp về phía thiên cương đồng tử. Thiên cương đồng tử biến sắc, vội vàng thúc giục ngọc phiến phóng ra huyết quang lóng lánh, ngăn cản những lôi đỉnh dữ dằn kia. Nhưng mà tuy Ngọc Phiến rất thần kỳ, từng sợi huyết quang thần thánh, nhưng mà thần tiêu chân lôi chính là hình thiền trì đôi, tràn đầy khí tức sát phạt cùng tuyệt diệt, bổ vào trên Ngọc Phiến, để để cho Ngọc Phiến run rẩy kịch liệt. Sắc mặt của thiền cường đồng tử càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Các người đã muốn giết ta, vậy thì các ngươi liền cùng chết với ta đi trên mặt của thiên cương đồng tử hiện lên một thần sắc điên cuồng cùng tuyệt vọng ngửa mặt lên trời giống to thanh ngầm thể lương mà hung tàn tràn đầy oán khí vô tận huyết hài vô lượng phù đồ độ sinh dùng thân thể của ta triệu hoán huyết tổ đồ diệt phản linh vĩnh sinh bất hủ tam tiên đảo hàng tỷ sinh linh này tất cả làm huyết tổ tế phẩm đi thanh âm của thiên cương đồng tử tối nghĩa âm trầm phảng phất nhìn động đến một tia lực lượng thần bí hắn oán độc nhìn Khương Tư Nam cùng lòng ngừng tuyết. thân hình nguyên thần lập tức nổ tung, chính thức hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó quỷ dị chui vào giữa hư không. Đông đông đông. Phẳng phất như là tiếng tim đập, ở trong không gian xa xôi chuyển đến, hơn đỡ càng ngày càng gần. Ngày sau đó, hư không bắt đầu nổ tung, huyết đỏ tươi và rừng rực chảy ra, phẳng phất như thường thiên rơi lệ. Cũng không bao lâu, liền tạo thành một biển máu nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn